Xin dừng bài. 1, 2, 3, 4, 5, xoắn. Hello. Hello. 1, 2, 3, 4, 5, ta chào cả nhà, ta chào ông bà con cô bác ta, cả nhà ơi, anh chị em. Rồi công tác chuẩn bị đại lễ, một đại lễ trăm năm ngày khai hoàng đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, 15 tháng 10 Bính Dần 1926, 15 tháng 10 Giáp Thìn 2024. Rồi công tác chuẩn bị đã hoàn thành nghe cả nhà. Ồ, rồi cả nhà, mời cả nhà vào xem cả nhà ơi. Nhớ 14 rằm đến Tòa Thánh Tây Ninh để dự đại lễ trăm năm nghe cả nhà, ngày hoàng khai đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ nghe cả nhà ơi. Rồi Tài đang review trực tiếp tại cổng chính môn ha. Tại cổng chính môn nghe cả nhà. Đây là công tác chuẩn bị. Rồi Tài thông tin lên cho cả nhà mình về dự ngang tất cả các đồng đạo xa gần trong nước và ngoài nước về dự ngang cả nhà. Rồi cờ qua là đang treo lộng lẫy luôn nghe cả nhà ha. Là phải có xe cẩu vậy đó. Rồi ngày 14 rằm là ngày mở cửa ngang cả nhà, mở cửa chánh môn ngang để tiếp đón các quan khách gần xa ngang. Rồi quan khách, rồi chính quyền địa phương các cấp ngang để về dự đại lễ trăm năm ngang. 14 rằm là cổng chánh môn mở ngang cả nhà. Rồi công tác chuẩn bị bữa nay là cũng như là được 90% rồi ha, ổn định rồi cả nhà. Cờ qua là treo lộng lẫy luôn ha. Rồi cả nhà mình có yêu thương Tài thì cho Tài một like nha, một like một chia sẻ cả nhà ơi, một like một chia sẻ lên cho cộng đồng, cho khán giả, các tín đồ trong nước và ngoài nước rồi biết được nha cả nhà. Rồi đúng vào ngày 15 tháng 10 này ha, là cổng chánh môn nó mở cửa tiếp đón quan khách để mừng đại lễ ha, ngày khai hoàng đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ Tòa Thánh Tây Ninh nha cả nhà, trăm năm ngang. Rồi nhưng mà ngày chánh là ngày 14 nha cả nhà. Đó, cờ qua rực rỡ, cờ đạo đồ treo lên đầy đủ nha cả nhà. Rồi 14 rằm cổng nó mở nha cả nhà. Mười bốn rằm là cổng chánh môn này mở tiếp đón các quan khách nha cả nhà ơi. Rồi tôi mời các đồng đạo, các quan khách gần xa về dự đại lễ trăm năm 15 tháng 10 Bính Dần 1926, 15 tháng 10 năm Giáp Thìn 2024 nha cả nhà. Hôm nay là công tác chuẩn bị là cũng đã hoàn tất rồi. Rồi chờ ngày đại lễ thôi. Bữa nay là 12 tháng 10
tại có mặt tại tòa thánh để đưa lên những làm clip để đưa lên cho cả nhà biết là những công tác chuẩn bị ngày đại lễ đã hoàn thành xong ha. Cờ qua đã treo hết rồi, bây giờ là chỉ còn bổ sung chút đỉnh nữa thôi. Đó, cả nhà mình là thông tin lên rồi chia sẻ lên đó, cho các tín đồ xa gần về tham dự lễ ngang cả nhà, tham dự đại lễ ngang 100 năm mới có một lần nha cả nhà. Hiện giờ là tài đang đứng ở cổng chánh môn, cả nhà xem yêu thích các hiền huynh hiền tỷ đồng đạo tôn giáo Cao Đài yêu thương tài thì cho tài một like và một chia sẻ ngang, một like và một chia sẻ. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh luôn ha. Rồi ai đăng ký kênh chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh cho tài luôn. 14 là tài review trực tiếp tại đây ha. 14 ha, ngày 14 tài review trực tiếp tại tòa thánh đền thánh ha. Tài mến chúc tất cả khán giả, ông bà, cô bác, anh chị em và các đồng đạo hiền huynh hiền tỷ có một ngày luôn luôn nào vui vẻ hạnh phúc, gia đình an lạc nha cả nhà. Rồi thôi, video đến đây tài xin dừng tại đây ha. Rồi hẹn cả nhà mình video tiếp theo nha cả nhà. Rồi hẹn cả nhà mình video tiếp theo nha. Rồi, máy bay chào tạm biệt cả nhà. Máy bay chào tạm biệt cả nhà nha.